Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá các cái xe đạp thể thao chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ đánh giá cho các bác một chiếc xe đạp địa hình dòng của Zion XTC 800 các bác nhé. Dòng này là dòng đời cao. Đấy, XTC 800 màu đỏ đen rất là thể thao luôn. Bây giờ là vào quay chi tiết chiếc xe. Xe là xe bãi. Qua dùng. À, đây trên khung còn có một hai vết xước nhỏ nhỏ thôi, khó tránh khỏi. Còn đâu đó về cơ bản, về tổng thể đẹp, xe là size S các bác nhá, cho các bác từ 1m6, 1m58, 1m6 đến 1m7. Có một vài vết xước nhỏ nhỏ xíu thôi, còn cái đầu đũa thôi. Bây giờ còn đâu về cơ bản là sơn là nguyên zin đẹp. À, ở trên khung có dòng chữ rồi. Trên khung có dòng chữ là Super Light, là siêu. Super là siêu, Light là nhẹ, aluminum là nhôm, technology là công nghệ. Công nghệ nhôm siêu nhẹ của thằng Gian độc quyền thôi. Gian là một cái hãng sản xuất xe đạp lớn nhất thế giới, nổi tiếng nhất thế giới, phổ thông hết nhất. Đấy. Xe được trang bị giảm xóc dầu của Gian luôn, chính hãng hết, tất cả nguyên bản hết các bác nhá. May ơi, vành này, lốp, xe đi cũng không nhiều, còn tương đối là đẹp. Trang bị tay chuyển số DJ, khóa sóc trên tay luôn. Đây, khóa sóc luôn các bác nhá, khóa sóc để mình khóa cứng trên tay luôn, không phải thò xuống khóa đó. Ghi phốt là của Gian. Đùi đĩa trục rỗng, gạt đĩa DOG, củ đề DOG 10 lít, size là size S, phù hợp cho các bác từ 1m6 tới 1m7. Bây giờ em sẽ vào đánh giá cái chi tiết, cái chuyển động của chiếc xe này cho các bác xem nhé. Vâng, một số bác hỏi, thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác. Ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có, thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Mười lít. Đấy, lên lít, êm ái, nhẹ nhàng. Phát nào ra phát đấy. Xuống đĩa này, lên đĩa này. Xe được trang bị 2 đĩa 10 lít cho xe 20 tốc độ. Dòng chuyên đi địa hình. Và dòng XTC 800 này là cái dòng gọi địa hình trung cao cấp và bán chạy nhất của Gian. Dòng này là phổ thông nhất. XTC 800 đời cao. Và xe có giá rất tốt bên em là 10.200.000. Bao ship toàn quốc cho các bác, chuyển hết tiền. Bao ship tận nhà luôn. Thì là xe giá 10.200.000, trang bị bộ chuyển động DOR, khung nhôm siêu nhẹ. XTC 800 màu đỏ đen rất là thể thao các bác nhé. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì nhắn Zalo cho em trên số điện thoại màn hình 0975 709 943.
Ngoài ra các bác nhớ ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để theo dõi các cái xe khác em đưa lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem video.